Chào mừng các bác đã quay trở lại với shop BCB giá rẻ. Hôm nay em sẽ lên cho anh em hai cây kính một mẫu giá tầm trung và một hai cái mẫu này giá tầm trung, triệu hơn triệu kém các bác nhé. Đấy. Thì, thì không phải để các bác chờ đợi lâu nhé. Em sẽ trong video này em sẽ báo giá chi tiết cho các bác về hai cái mẫu kính, thông số kỹ thuật nhé. Các bác nào đang mà mình chưa có kính thì các bác cố gắng xem hết video nhé. Các bác nào có rồi thì xem cho vui. Đấy. Đây, cái này các bác lưu ý nhé mua bán bên em thì bên em sẽ ship cút COD toàn quốc 63 tỉnh thành trên mọi miền tổ quốc các bác nhé để các bác kiểm tra hàng trước khi nhận nhé các bác nào không kiểm tra hàng cũng được nhưng các bác cứ yên tâm bên em bán hàng thì rất chi là uy tín đây đầu tiên em sẽ lên cho các bác cây kính BSA các bác nhé đây đây là cây kính BSA TMD 4 trừ 14 x 44 trên 30 các bác nhé đấy cái cây kính BSA em mới đập hộp cho các bác đây các bác quan sát nhé chữ khắc chìm nhé chữ khắc chìm của tinh những cái loại hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng ấy, thì nó không có chữ khắc chìm đâu các bác nhé đấy nó chỉ gọi là sơn laser cái này là khắc chìm các bạn đấy đặc biệt cái dòng này có ốc định tâm hai đầu khứa khứa hai cạnh các bác nhé đấy cái dòng này thì em thấy các bác đánh giá cao về cái sự ổn định là cái nhất này cái thứ hai là dùng nó chống rung chống giật cực kỳ là tốt đây trên tay em đang cầm một cây kính rất chia đầm chắc khỏe khoắn các bác nhé đấy con này thì bao cho các bác hàng loại một nhá chuẩn chỉ chất lượng thì ok con dây, không chê vào đâu được các bác đấy con kính này thì nếu các bác mua hàng của bên em ấy nếu mà phát hiện ra hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng nhé em sẽ bồi thường các bác 110% giá trị của cây kính đấy em cam đoan các bác chỉ có hàng loại một không có hàng loại hai ở bên em đấy đây các bác quan sát cho em nhá BSA này TMD 4 14 x 44 trên 30 nhá đấy đây tình cái này khắc chìm hết các bác nhá đấy cái này độ phóng đại của nó thì từ 4 đến 14 lần các bác nhá đấy còn 44 thì là cái lăng kính các bác nhá đây lăng kính này 4.4 đấy đây các bác chỉnh cái này nếu các bác nào mắt cận mắt cận ít cận nhiều các bác chỉnh cái này cho em nhé đấy các bác chỉnh cái này cho em các bác chỉnh cái này cho em tiếp theo các bác quan sát hàng loại 1 thì là luôn luôn có tem chữ vàng các bác nhé Đấy BSA tem chữ vàng Cái này em báo giá công khai cho các bác luôn Bên em đang bán giá 1 triệu 800 nhé à, Nó lên xuống tùy theo từng thời điểm Lúc nào lên lại bán lên cho các bác Lúc nào xuống lại bán xuống cho các bác Giá hiện tại là 1 triệu 800 Bao ship đến tận nhà cho anh em nhé Đấy còn giá cả nó có thể lên xuống tùy theo từng thời điểm các bạn đấy lúc nào lên bán lên lúc nào xuống bán xuống nhá. đấy chứ không phải giá lúc nào cũng như lúc nào giá này thì em báo giá tham khảo cho bác thời điểm hiện tại có cốc chống lóa đây các bác nhé đây giả ra cho bác xem luôn mất gì đâu đúng không đây cốc chống lóa các bác nhé đấy chân kính chân kính hộp này trong này có hai cái chân kính các bác nhé đấy một triệu tám nhá đấy các bác nào giới thiệu đến anh em cây kính tê Gồ 4 16 x 44 AOE nhé Mẫu này thì là giá cả hợp lý hơn một chút các bạn Đấy đặc biệt là cái con này có đèn hồng tâm các bạn nhé Đấy Đây Nắp bật hai đầu các bạn nhé Đấy rất chi là tiện Con này Con này thì là tâm dây các bạn nhé Tâm dây Tâm dây con này giá cả thì khá là hợp lý các bạn Đấy Đây có đèn hồng tâm có tia xanh tia đỏ các bác nhé đấy sáng xanh sáng nhạt có đầy đủ ba cấp độ các bác nhé đấy con này thì là giá cực kỳ là hợp lý các bạn đấy giá chỉ có hơn triệu thôi và cụ thể là một triệu ba trăm năm mươi nghìn các bác nhá đấy các bác nào muốn mua được giá tốt hơn thì gọi điện trực tiếp đến đầu số bên dưới màn hình để liên hệ với shop các bác tha hồ ép giá nhá đấy nếu hôm nào vui vui bán cho các bác một triệu ba bình thường bớt cho các bác năm chục giao lưu bao thuốc cốc nước nhá không vấn đề gì đấy giá thì mình có thể lên xuống con này thì là độ phóng đại từ 4 đến 16 lần các bác chỉnh zoom thì các bác xoáy đây cho em nhé đấy tây gồ cái mẫu này anh em mua khá là nhiều chống dung chống giật tuyệt vời các bác ạ đấy còn các bác mua hàng bên em thì các bác cứ yên tâm các bác mua loại này em gửi đi cho các bác loại đấy không bao giờ có chuyện dối gian lọc lừa các bác làm gì cả có triệu hơn triệu kém mình chả khó cho nhau rồi thôi lừa nhau làm gì đúng không các bác đấy thì một cái video rất chi là ngắn thôi em giới thiệu đến các bác hai cái mẫu kính một cái là bình dân một cái là trên bình dân à đây tiện giới thiệu cho anh em luôn cái cái này là giảm thanh put neo nhá tiến lùi 3 khúc phi 35 6 phách các bác nhé cái này thì giảm âm đến 99,9% các bác nhé đấy còn phi 30 cũng có các bác nào thích lấy phi 30 phi 35 cứ alo đến em phục vụ cho các bác từ A đến Z nhé giá con này là 450.000 nhé còn các bác lấy phi 30 thì là chỉ có 400 thôi nhé cái này là hàng nhập nguyên chiếc các bác nhá đấy còn hàng việt nam hàng à, kéo hàng các loại em không tính tiền nha bên em chỉ bán những cái loại cao cấp vì mình à, bán hàng lâu năm mình cần phải à, à, dựa chữ tín đối với khách hàng là cái nhất cái thứ hai là bên em cũng lựa chọn những cái sản phẩm nào tốt nhất để tung ra thị trường phục vụ cho các bác nhé à, xin chào các bác hẹn gặp lại các bác trong video sau nhé